Hello, xin chào anh em. Nay mình giới thiệu với anh em một cái bộ mũi khoan và mũi vít hàng chính hãng thương hiệu của Đài Quát. Hàng mình nhận được thì nó sẽ nằm nguyên một cái dĩ vậy nè. Nó bằng nhựa màu trong suốt. Bởi vì anh em có thể mình nhìn thấy những cái mũi vít nè và mũi khoan ở bên trong luôn ha. Nó có một cái thanh nối dài hàng chính hãng Đài Quát nè. Cái này chắc là người ta tặng kèm anh em. Cái mã của nó là DT71507 Stanley, tem chống hàng giả luôn ha. Đây, ở mặt phía sau thì cũng có những cái thông số nè anh em. Đài Quát EU nè, rồi em Lan UK nè, chắc là hàng nhập cho thị trường châu Âu anh em. Dưới đây thì người ta cũng có in là nguyên một cái dòng thông tin, nó liệt kê từng thứ ở trong cái bộ phụ kiện này luôn ha. Những cái đầu vít ngắn thì nó có BH2 nè, X2 tức là số lượng 2 cái đó, XL6 nè, VZ2, VZ3 nè. Đầu bông sao thì sẽ có là T10, 15, 20, 25 2 cái và T30 anh em. Và những cái vít dài hơn thì có BH2 nè, VZ1, VZ3 rồi T15, nó là mũi khoan sắt sử dụng chui lục giác. Thì nó sẽ có là 3 ly, 4 ly, 5 ly và 6 ly. Đầu vắn ton 10mm, thanh nối dài có 500 và thêm một cái thanh nối dài tặng kèm, đầu 1/4, 6.35 thông dụng luôn ha. Bên ngoài thì anh em nhìn thấy nó sẽ có nguyên một cái hộp gì nè, đựng những cái phụ kiện của mình nè, nhìn cũng rất là ngăn nắp luôn ha. Và đây nó sẽ có một cái đầu nối dài, nó sẽ có là nguyên một cái hộp vít anh em. Thương hiệu của Đài Quát in nổi luôn nè. Để hộp lại anh em có thể mình gặt qua đây để mình khóa cứng nè. Cũng rất là chắc chắn anh em. Ngoài bao bì người ta cũng liệt kê hết trơn rồi. Cái này là cái đầu nối dài thương hiệu của Đài Quát nè. Anh em có thể là kéo ra kéo vô luôn ha. Đầu 6.35 thông dụng. Anh em xài những cái máy bắn vít hàng Việt Nam, những cái máy Trung Quốc hoặc là những cái máy hàng nội địa của Nhật, của Mỹ rồi đó, thì anh em đều có thể mình tận dụng, mình lắp vô mình xài cũng ok luôn ha. Thì mình đang có một con máy Mỹ nè, thương hiệu của Đài Quát, động cơ Woodlet không chỗ than ha. Đây, cái mã của nó là DCF850, có chữ Wanin nè, CSA US. Hàng mình mua là nhập khẩu tại thị trường Mỹ anh em. Lắp vô thử xem. Nhét vô một cái nó dính cứng ngắt luôn ha. Đầu nối dài thì anh em sẽ sử dụng với những con vít ngắn ha. Ở đây thì nó có những cái đầu BH2 rồi BH3 rồi các kiểu nè. Anh em xài chuẩn bông sao thì mình sẽ lấy ở đây ha. Đó, thông dụng thì sẽ là BH2 anh em. Để mình nhét vô thử coi. À, cái này cũng có 500, nó hít cũng khá chắc luôn ha. Bên ngoài cái vòng tròn màu đen này nè, anh em có thể mình kéo ra kéo vô vậy nè. Nhiều khi mà anh em bắn vít trên cao mà ở những cái tư thế khó đó, có một tay mà anh em khoan vít vô vật liệu nó không có thế đó, thì nhiều khi nó bị tuột cái vít này ra luôn. Bởi vì người ta chế thêm cái ti ở bên ngoài nè, anh em có thể mình đẩy ra bảo vệ cái vít của mình, nó sẽ không có bị gớt. Anh em thao tác ở trên cao nó cũng rất là tiện lợi luôn ha. Cái ti ở ngoài đó khi mà bắn sát nó sẽ tự động nó rút vô luôn ha, rất là ngon lành anh em. Nếu mà anh em xài vít dẹp đó thì mình lấy vô nè, xỏ vô là ok. Bộ này nó có cái hộp bên ngoài, tại sao mình em cứ cất để mình bảo quản đó, thì nó cũng rất là ngăn nắp luôn ha. Cái đầu này là cái đầu bắn ton nè anh em, có hết 500 luôn. Mình xỏ vô, mình bắn ton, bắn sà gồ rồi đó, cũng ngon lành luôn ha. Đi theo bộ người ta có tặng kèm cho mình là một cái cục nối dài hiệu của Đài Quát luôn nè, hàng chính hãng luôn. Bên ngoài thì mình nhìn thấy hình như là nó được làm bằng nhôm á. Ngay cái lõi của mình thì nó làm bằng thép đen nè, hay chắc là thép Sigmar anh em. Vô con máy cũng vậy luôn, anh em cứ xỏ vô. Mình xài mấy cái mũi vít thì mình lấy ở đây ha. Đây BZ1 nè, đó BH2 ở đây nè anh em. Đó, anh em cứ nhét vô. Ô, cái đầu này thì nó có hít nha nè. Nhét thẳng vô thì nó sẽ có khóa luôn. Và cái này thì nó sử dụng là khóa tự động luôn ha. Muốn mở ra thì mình kéo đây xuống cái, nó nghe cái tực nè. Rồi, rút thẳng ra là ok ha. Đây, xài thử cái đầu vít nhỏ coi nó vô vừa không. À, vít nhỏ cũng ok nè nè. Lấy ra. Đây, cái đầu BH2. Nhét vô thử coi. À, nó lút vô đây luôn nè anh em ơi. Con này mình có thể là mình nhít ra, nhít vô nè. Và nó có hít á. Khi mà anh em lắp cái đầu vít vô này nè, xỏ vô thử nha. Đầu này nó tự động hít cái vít giữ lại luôn, nó cũng rất là chắc chắn luôn ha. Quay giờ bắn thử coi sao. Wow. Rất là ngon anh em ơi. Con cái nè, làm lại thử coi sao ha. Mình cứ nhét vô cho nó thẳng vậy nè, nó bám rất là chắc luôn ha. Việc trên cao thì anh em xài cái đầu mới nãy đó cũng được, hoặc là mình sử dụng cái đầu này thì cũng ok luôn ha. Đây, bắn thử đây nha. Wow. Rất là chất lượng anh em. Mình thấy cái đầu này á, nếu mà kết hợp chung với cái máy khoan á, thì xài nó cũng rất là ngon ha. Thông thường anh em kẹp cái mũi khoan vô đây đó, cái mũi khoan 3 ly của nó nè, mình kẹp vô mình xài đó, siết lại. Anh em có hai máy, mình cứ lắp cái đầu BH2 vô đây nè. Cái máy nhỏ này anh em để dành bắt chích, còn cái máy bự này nó chuyên khoan đó, thì để dành anh em khoan mồi, khoan một lỗ mồi ở đây. Xong rồi mình mới bắn cái vít vô. Ok, và nếu như ở nhà anh em xài chỉ có một cái máy khoan gì nè, trong lúc anh em lắp mũi khoan mà mình muốn bắn vít đó, phải giặt cái này ra và mình lắp cái mũi vít vô đó, để mình bắn vít nè, thì nó cũng rất là bất tiện luôn. Dặn ra dặn vô gì nè, mất thời gian nhiều lắm.
ở đây thì mình thấy cái đầu này nè, mình có thể là mình tận dụng mình xài luôn ha. À, lắp cái đầu này vô thôi. Đó. Vậy ha. Bây giờ là mình đang bắn vít nè. Mình có thể là mình dặn ra đi. Đó. Mở cái vít này ra ha. Và khi mà anh em muốn khoan đó, mình chỉ cần mình giật cái này ra nè. Đó, lấy cái vít ra. Nhét cái mũi khoan vô. Lấy ra nè. Lắp cái mũi vít vô. Để bắn vít. Xài vậy thì nó cũng khá là nhanh gọn và tiện lợi luôn ha. Sau khi sử dụng xong thì mình sẽ cất lại, mình bảo quản vậy nè. Ở đâu thì mình để vô chỗ đó nha. Vít nhỏ. Chỗ khoan. Để cái đầu thân kem thì mình thấy ở trong nó sẽ hết cái chỗ trống rồi. Thì anh em có thể là mình để trên đây vậy nè. Đó, mình đậy lại. Ok, ngon lành luôn ha. Thì anh em có nhu cầu mà mua cái bộ sản phẩm này nè, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn như nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới, anh em mình cùng chia luôn ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.